Hello anh chị mình nha. Hôm nay lại là Linh đây. Hôm nay Linh lên cho mọi người một siêu phẩm. Con này là Vespa Spin 2021 nhưng mà nó đăng ký là tháng 12 của 2021 nha. Nó là gọi là xe siêu lướt của mình luôn. Nó gọi là giống như là xe cực kỳ là lướt luôn. Đây, hôm nay mình quay lên mọi người báo giá chi tiết cho mọi người luôn. Coi thử tham khảo xe này nha. Thì nó không khác nào con xe mới nhưng mà mọi người mua thì sẽ tiết kiệm hơn là mua con xe mới rất là nhiều. Odo nó là mới 1.800 thôi nha. Đó. Cầm si. Con xe này là nguyên zin nguyên con. Xe gọi là xe siêu lướt của mình luôn. Đây quay phần dàn chân cho mọi người coi luôn. Nè. Chỗ này hơi chặt xíu đây. Chân còn tem mới nè của hãng nha. Đó. Lốp ngồi luôn. Nè, vỏ là còn gai hết luôn nha. Còn mới như như xe mới. Đây. Hai kính. Hai gương. Đây, máy bên trong. Nè. Còn tất cả là xe của hãng luôn nha. Đó, xe này mua thì em bán có giá 7 mấy triệu thôi. Còn xe mới mọi người mua tới 8 mấy triệu. Thì mọi người lên mua con này sẽ tiết kiệm được gần 10 triệu nha, hơn 10 triệu á. Mọi người mua con xe mới. Con này là đăng biển Sài Gòn, công chứng sang tên toàn quốc nha, có hỗ trợ rút hồ sơ cho anh chị em mình bấm biển mới luôn. Đó, dàn chân là mới lung linh. Rồi, ok. Xe này em bán có 7 mấy triệu à. Người quan tâm thì gọi số điện thoại mình để dưới nha. Rồi, chào mọi người.